Shop gom nhật qua giấy xin kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay shop sẽ lên một số sản phẩm phục vụ cho mục đích sưu tập và gia dụng. Quý khách mua hàng xin vui lòng chọn mã sản phẩm là chữ H, có số đứng liền kề, số phía sau là giá của sản phẩm. Xin lưu ý giá chưa bao gồm phí ship. Quý khách liên hệ với shop qua số điện thoại 0979637554. Quý khách gọi hoặc nhắn tin bằng số Zalo hoặc số di động để thuận tiện cho việc trao đổi thông tin hình ảnh của sản phẩm và thông tin liên hệ khi gửi hàng. Shop sẽ up video vào khoảng 11 giờ mỗi ngày, chủ nhật nghỉ. Quý khách vào xem video xin vui lòng nhấn like, đăng ký và chia sẻ để nhận được những thông báo mới nhất về những video mới và giúp cho cái kênh nó phát triển nó rộng rãi hơn. Sản phẩm đầu tiên đó là một cái bộ ly men lam rất là đẹp. Bộ cái ly sứ men lam. Nó vẽ cái cảnh sơn thủy và hình con nai. Họa tiết được vẽ rất là tinh xảo. Cái ly này thì cái kích cỡ nó nhỏ. Nó phù hợp với các anh chị mà uống cái trà với những cái bình ấm trà nhỏ đó, ấm trà men lam nhỏ đó thì rất là hợp. Cốt sứ rất là tốt. Họa tiết nó được vẽ thủ công cho nên chúng ta thấy nó có cái sự chênh lệch giữa những cái sản phẩm chứ nó không hoàn toàn giống hệt nhau. Cao 4.1, đường kính là 4.5, mã sản phẩm là H1, giá 60k trên cái, shop có 4 cái. Tiếp theo là một cái sản phẩm rất là độc đáo, một cái bộ ly rượu, một cái bộ ly rượu truyền thống của Samurai. Cái bộ này nó độc đáo ở chỗ đó là một cái ly hình nón. Một cái ly hình nón, đáy ly nó tạo hình xoắn ốc. Hình cái nón lá đó. Khi mà uống đó thì chỉ cầm trên tay như thế này, chứ không có để xuống được. Để xuống thì cái ly nó sẽ nghiêng và nó sẽ đổ hết rượu trong ở trong ra ngoài. Một cái ly á thì ở dưới đáy nó có một cái lỗ như thế này. Cho nên khi mà uống đó thì cái người cầm ly phải dùng một cái ngón tay để bịt cái lỗ lại. Nó thể hiện cho cái danh dự và cái lời thề cũng như cái sự trung thành của người võ sĩ đạo. Họ luôn luôn gìn giữ cái danh dự và cái lòng tự trọng của mình. Đó là một cái hàm ý rất là hay của cái bộ này. Cái ly này cao 4.5, đường kính 5. Còn cái ly hình nón đó là cao 3, đường kính là 6.5. Mã sản phẩm là H2, giá 120k trên cặp. Sản phẩm tiếp theo đó là hai cái dĩa sứ xưa. Hai cái dĩa này nó nhỏ mà nó rất là đẹp. Vành nó tạo hình giống như một cái đóa hoa cúc. Trên thân nó vẽ thư pháp. Họa tiết được vẽ theo cái lối cổ đó bằng men màu đỏ, men chu sa, rất là đẹp. Cốt sứ rất là tốt. Cái vành mà được tạo như vậy đó là nó được nghệ nhân họ dùng, họ được chế tác thủ công á. Cái đường kính là 10. Đây chúng ta thấy nè, cái vết chế tác thủ công mới còn ở trên cái vành này. Mã sản phẩm là H3, giá 120k trên cặp. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái đôi bình rượu, một cái đôi bình rượu bằng gốm. Bình này ở Nhật thì họ dùng để đựng rượu sake, nhưng mà về Việt Nam thì một số anh chị đó sẽ sử dụng nó giống như một cái tống trà gốm dáng cao, hoặc là các anh chị dùng để cắm hoa hay là decor thì rất là đẹp, với cái màu men rất là độc đáo, màu men nâu đỏ. Lọc nó phủ cái men kiểu giống như cái hoa tiêu vậy đó, men mà nó là chất liệu là gốm, rất là độc đáo, cốt dày rất là nặng. Những cái sản phẩm này chúng ta decor hay là chúng ta dùng để đựng rượu, làm cái tống trà, cắm hoa đều rất là hợp. Nó cao là 13.5, cái miệng nó dài 6.5, rộng 5.5. Mã sản phẩm là H4, giá 60k trên cái, shop có 2 cái.
Tiếp theo là một cái sản phẩm rất là đẹp, một cái siêu phẩm, một cái chén men lam xưa. Cái dòng này cái màu men rất là thanh, cái chén này dáng cao thanh, nó vẽ một cái tích xưa, họa tiết nó được vẽ cực kỳ tinh xảo. Họa tiết của cái chén này nè, nó vẽ rất là tinh xảo. Cái màu men lam rất là đẹp, chúng ta thấy cái màu cốt sứ trắng đó, nó trắng ngà ngà giống cái như cái kiểu mà trắng sữa hay là giống như nước vo gạo. Họa tiết được vẽ rất là tinh xảo luôn, cực kỳ là tơ tóc. Ở phía sau này nó vẽ hình hai con dơi. Con dơi trong cái ý nghĩa của cái từ cổ, trong từ cái hay cái âm Hán Việt đó, nó có nghĩa là chữ phúc. Ở lòng này nó vẽ cái con diệt. Họa tiết được vẽ rất là chỉnh chu, cực kỳ tơ tóc. Cái màu men lam rất là đẹp, cốt rất là già. Đặc biệt là cái chén này nè, chúng ta thấy cái cốt nó khá là nhẹ so với những cái chén cùng kích thước. Chén này cốt rất là già luôn, cái này có thể gọi là chén cổ đó, không phải là xưa nữa. Nó có cái vết tóc rất là dài, vết tóc cũ, vết tóc rất là dài. Nhưng mà những cái sản phẩm mà xưa sâu tuổi như thế này thì những cái đối với những cái sản phẩm sâu tuổi này thì những vết tóc này nó không có đáng kể. Cái màu men lam rất là đẹp, bên ngoài nó đẹp hơn trong hình rất là nhiều, rất là hiếm gặp cái chén đẹp như thế này. Chén này nó cao 6.3, đường kính là 11.5, và sản phẩm là H5, giá 250k. Sản phẩm tiếp theo đó là hai cái tô này sâu tuổi. Cái tô này nó tạo hình cái đóa hoa cúc. Hoa cúc là quốc hoa của Nhật, cho nên chúng ta thấy thường trên gốm sứ Nhật đó, hay là trong những cái hội họa, những cái bức tranh thủy mặc, chúng ta thường hay gặp cái chủ đề hoa cúc. Phủ cái men men chảy nhìn rất là độc đáo. Tô này nó rất là sâu tuổi, bên ngoài nếu mà chúng ta nhìn đó thì cái men đó nó hiện rõ cái tác động của thời gian. Đây, chúng ta thấy cái trôn đó nè. Cái vành nó có vết mẻ như thế này. Tô này rất là sâu tuổi, cực kỳ sâu tuổi. Cái dáng rất là đẹp, cái nước men nó đẹp, nước men của những cái sản phẩm xưa. Do nó không có ấn triện cho nên là shop không có dám khẳng định nó là cổ, nhưng mà cái tuổi cái tô nó thì rất là sâu. Hai tô vành nó đều có cái vết mẻ cả, trông nó rất là già, cực kỳ già. Tô này nó cao 7, đường kính là 18.5, mã sản phẩm là H6, giá 150k trên cái, số có 2 cái. Tiếp theo là một cái bộ ly gốm rất là đẹp. Một cái bộ ly gốm rất là đẹp. Cái bộ ly này nó có cái nắp đồng bộ. Cái nắp này ngoài việc á, nó đậy cho cái tô, cái ly đó, nó còn sử dụng như một cái đế lót rất là độc đáo. Cái điểm đặc biệt của cái bộ ly gốm này nè
là cái dáng nó cao thanh và 5 ly với 5 cái màu men khác nhau, nó thể hiện cho cái sự đặc trưng trong cái phong cách gốm sứ của Nhật Bản. Chúng ta thấy thường cái những cái bộ của Nhật đó, thì nó 5 ly 5 màu hoặc là 5 cái loại hoa hay là hoa nó khác nhau. Cái ly này nó phủ men rất là độc đáo, và ở trên thân này nè, cái vòng thân này nè, nó được mạ vàng nó vẽ chủ đề thỏ, cái lớp mạ vàng rất là dày, mạ vàng trên gốm sứ là một cái kỹ thuật rất là khó, và những cái sản phẩm mạ vàng thì chúng ta thấy nó rất là có giá trị. Ở Việt Nam hiện tại là một số dòng sứ đó, hoặc là gốm cao cấp họ đã mạ vàng, cái giá nó rất là cao. Sản phẩm này nó của cái dòng Arita. Ta thấy là cái nắp này ngoài việc là đậy đó, ngoài ra chúng ta sử dụng nó như cái đế, nhìn rất là hay. Năm cái ly với 5 màu khác nhau rất là tinh tế. Bộ này nó còn mới nguyên luôn, rất là đẹp, cao 10.5, đường kính là 8.5, mà sản phẩm là H7, giá 80k trên cái. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái thố, cái thố sứ, một cái thố men lam xưa rất là đẹp, dáng rất là hay. Cái này nó nhỏ hơn cái bát cơm nha. Ở trên thân thì nó vẽ hình sư tử hay gọi là kỳ lân đó, và hoa mẫu đơn, họa tiết được vẽ rất là chỉnh chu tinh xảo, rất là đẹp. Cái thố này cái cốt sứ rất là mỏng, vành nó có cái vết mẻ như như hình như video đây, vết mẻ như thế này. Lòng nó vẽ hoa mẫu đơn, đáy nó có ấn triện, cốt sứ thấu quang rất là đẹp, cốt sứ rất là mỏng thấu quang. Thố này nó cao 7, đường kính là 10, mã sản phẩm là H8, giá 120k. Tiếp theo là một sản phẩm rất là độc đáo, một cái sản phẩm nhỏ nhưng mà nó có vỏ rất là độc đáo, một cái ly rượu, một cái ly sứ, một cái ly sứ xưa rất là đẹp. Cái ly này nó khoảng đặc trưng là cái ly này nè, là cái ly Arita, nhưng mà nó vẽ theo cái phong cách Satsuma. Cái ly này nó nằm trong cái giai đoạn khoảng từ thập niên 30, tức là những năm 1930. Trên thân nó vẽ cái hình tháp, cái tháp này giống cái tháp của Kim Cát Tự hay là gọi là chùa vàng đó, với cái cọi hoa anh đào lấp lánh lấp ló phía sau nè, này có thể là nó vẽ cái tháp của Kim Cát Tự. Cái ly này cốt già nó đặc biệt ở chỗ đó, cái lòng ly này nè, khi mà chúng ta đưa lên sáng đó, nó sẽ có hình một cái cô gái ở trong, do ở trong đó là nó chế tác 3D, chế tác 3D, cái lồng ly nó chế tác 3D bằng sứ luôn nha các anh chị. Cái lồng ly nó tạo hình nổi, cho nên khi mà các anh chị đưa ra sáng như thế này nè, chúng ta đưa lên sáng trên ánh sáng mặt trời hay ánh sáng đèn đó, thì chúng ta sẽ nhìn thấy hình một cái cô gái trong đây rất là rõ ràng, rất là độc đáo. Nó thể hiện cái trình độ chế tác rất là độc đáo, rất là công phu. Cái ly này cốt rất là mỏng, ly này vành trong có cái vết mẻ rất là nhẹ, nhẹ bé xíu à, không ảnh hưởng đến thẩm mỹ hay là chức năng. Ly này cao 3.8, đường kính là 4.5, mã sản phẩm là H9, giá 150k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái ly sứ Arita rất là đẹp. Cái ly này dáng cao thanh, cái ly này thuộc cái dòng ngũ sắc nè, các chị hay gọi là ly ngũ sắc.
nó thuộc cái dòng Adidas, dáng rất là thanh, miệng lê nhẹ, nhìn rất là duyên. Thân nó vẽ hoa, họa tiết nó được viền vàng rất là đẹp. Ly này nó còn mới nguyên. Cốt sứ của cái dòng này thì rất là tốt. Cao 9.5, đường kính là 7.5, mã sản phẩm H10, giá 120k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái lọ tâm bằng đá tự nhiên, rất là đẹp. Đá này là đá tự nhiên nha các anh chị. Cái màu đá nó rất là độc đáo và cái vân đá nó cũng rất là đặc biệt. Đây chúng ta thấy nè. Cái vân đá rất là đẹp. Cái thân ngoài nó được gọt tạo hình, nhìn rất là hay. Chế tác rất là công phu. Chúng ta thấy từ một cái khối đá mà để tạo được một cái lọ tâm như thế này thì nó đòi hỏi rất là công phu. Màu đá rất là đẹp, vân đá rất là độc đáo. Đây là cái màu tự nhiên của đá. Này nó cao 5. Đường kính miệng 4. Đường kính thân nó là 5, mã sản phẩm là H11, giá 120k. Tiếp theo là một cái sản phẩm rất là đẹp. Một cái bộ dĩa men ngọc Celadon. Cái bộ dĩa này chúng ta hay, các anh chị mà chơi đồ xưa hay gọi là cái dòng Đông Thanh. Đây cái tên tiếng Nhật của nó là dòng Seto, sứ Seto, một trong những cái dòng sứ xưa rất là nổi tiếng của Nhật. Màu men rất là đẹp, nó đặc trưng bởi cái màu men và cái họa tiết hoa đó, là nó điểm những cái chúng ta thấy những cái cánh đó hoa màu trắng đó, là nó được đắp nổi 3D, một trong những cái điểm đặc trưng của cái dòng này. Đường kính là 12 năm, mã sản phẩm là H12, giá 120k trên cái, shop có 3 cái. Sản phẩm tiếp theo là một cái sản phẩm khá là độc đáo. Một cái đỉnh đốt trầm. Một cái đỉnh đốt trầm bằng gốm. Cái dáng rất là độc đáo luôn. Dáng nó giống như cái hộp vậy đó. Và ở trên nắp nè, chúng ta thấy nó đắp nổi hình những cái đóa hoa anh đào. Và nó khắc hình những cái đóa hoa anh đào đó, để khi mà cái hương trầm nó đi lên đó, là nó khắc hình cái đóa hoa anh đào, nhìn rất là hay. Lồng nó phủ men nhìn rất là độc đáo luôn, cực kỳ ấn tượng. Những cái sản phẩm này nó được chế tác thủ công, rất là tinh xảo và công phu. Cốt dày rất là nặng. Trên nắp này nó có cái vết mẻ tí xíu thôi, không ảnh hưởng đến thẩm mỹ hay là chức năng. Cái nắp này chúng ta đẩy đúng chiều nó mới vào nha, chúng ta quay ngược lại là nó sẽ không đẩy được, phải đúng chiều như thế này. Nó cao 6.5, dài 12, rộng 10, mã sản phẩm là H13, giá 200k. Sản phẩm tiếp theo đó là hai cái tô Imari. Imari có nghĩa là Arita xưa, Arita cổ á. Cái dòng này nó nằm khoảng từ cái giai đoạn Meiji. Meiji là tiếng Nhật, tiếng Việt chúng ta dịch ra là Minh Trị. Khoảng từ năm 1868 đến năm 1903. Cái dòng này hay gọi là cái dòng ngũ sắc xưa. Và cái dòng nó được vẽ tay. Nó đặc trưng bởi chúng ta thấy là cái màu men đỏ. Ở trong nó vẽ cái hoa văn. Hoa văn này nè, xoắn ốc này nó vẽ bằng vàng. Cái họa tiết mà cái lá cây màu xanh đó nó vẽ nổi. Con chim nó được vẽ bằng vàng thật. Bên trong nó vẽ hình rồng. Vành ngoài nó vẽ cái hoa văn và có cái con chim nó đậu trên đó đó, nhìn rất là ấn tượng. Dĩa này rất là đẹp, dáng đẹp, men đẹp và cái họa tiết rất là đẹp. Dĩa này cao 5,
đường kính là 15 năm, mã sản phẩm là H14, giá 150k trên cái, số có hai cái. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái bộ tách, một cái bộ tách trà. Tách này nó của cái dòng Arita. Cái bộ này cái dáng rất là độc đáo, cái dáng bát giác, nó vẽ hình một cái xe kéo của cái giai đoạn cận đại, hình một cái trụ đèn theo cái kiểu châu Âu á. Họa tiết này nó được vẽ hoàn toàn thủ công, vẽ tay đó, với cái phong cách phóng khoáng, đáy nó có truyện ký của nghệ nhân. Bên bên cạnh này nó cũng có truyện ký của nghệ nhân, truyện ký tay. Cái bộ này nó còn mới nguyên hộp, nhưng cái hộp nó cồng kềnh cho nên shop bỏ cái hộp. Cái cốt sứ rất là tốt. Bộ này nó vẽ theo cái phong cách rất là phóng khoáng. Dáng này rất là độc đáo. Cái màu men trắng bên ngoài nó rất là đặc biệt. Ở ngoài nó sẽ chúng ta nhìn thấy nó độc đáo hơn video cao 7. Đường kính 7.5. Đường kính của dĩa là 14, mã sản phẩm là H15, giá 120k. Sản phẩm tiếp theo, một cái bộ sản phẩm rất là đẹp. Một cái bộ tách thuộc cái dòng Cutani. Đây, nó còn nguyên cái hộp như thế này nè các chị. Một cái bộ tách với cái phong cách rất độc đáo nè. Bộ tách này là tách sứ nha, nó vẽ cái hoa văn với cái phong cách rất là độc đáo. Cái cốt sứ trắng và nó vẽ cái hoa văn rất là độc đáo. Họa tiết này nó được vẽ bằng men nổi. Đáy nó có truyện ký ký tay của nghệ nhân. Còn mới nguyên hộp, cái bộ này bên ngoài nó đẹp hơn trong video. Rất là đặc biệt. Bên ngoài nhìn rất là độc đáo. Tách này nó cao 6.5. Đường kính là 8. Dĩa lót đường kính 13 năm, mã sản phẩm H16, giá 180k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái ly men lam xưa. Cái ly này thì cái dáng rất là hay. Đáy nhỏ, thắt eo miệng le, nhìn rất là thanh. Đặc biệt là trên thân nó vẽ cái hoa dây, và cái hoa này nó được vẽ thủ công. Vẽ thủ công toàn thân, cực kỳ tinh xảo và công phu. Chúng ta nhìn rõ, nhìn kỹ đó, quan sát kỹ thì mới thấy cái ly này nó đòi hỏi cái nghệ nhân đó, cái người vẽ đó phải rất là công phu. Cái hoa dây nó vẽ toàn thân, đáy nó vẽ cái đường viền đặc trưng trên những cái dòng sứ xưa. Giờ cái màu men lam này chúng ta thấy nè, cái màu men lam này là màu men lam nó hơi nhạt, nó thanh, chứ không phải là cái màu men lam mà nó đậm, nhìn nó không có thanh bằng cái màu này. Vành trong là nó vẽ cái họa tiết chữ vạn, lòng nó vẽ hoa rất là độc đáo. Cái này cái mô típ của nó đó, cái phong cách của nó đó giống như cái dòng Kenji. Cái này nó sâu tuổi. Vành trong nó có cái vết mẻ nhẹ rất là khó thấy, đây giống như cái vết trầy chỗ này nè, rất là khó thấy nên không ảnh hưởng đến thẩm mỹ hay là chức năng. Cao 6.8, đường kính là 9, mã sản phẩm là H17, giá 200k.
Sản phẩm tiếp theo đó là một cái chậu gốm xưa rất là đẹp. Một cái chậu gốm xưa rất là đẹp. Chậu này sâu tuổi. Trên thân nó vẽ cái hoa cúc và bướm. Cái họa tiết này chúng ta thấy nó khá quen thuộc nè. Nó nằm mà nó thuộc cái dòng mà An Nam style đó. Cái phong cách An Nam. Chúng ta thấy men nó thấm cái màu thời gian rất là rõ. Đây. Đấy. Cái vết hằn của thời gian. Kiểu men nhìn rất là ấn tượng. Nó co nhót. Chúng ta thấy cái truyện cái đáy nó nè. Cực kỳ sâu tuổi. Để ở ngoài này thì chúng ta thấy rõ nhưng mà nó bị chá sáng. Lòng rất là sâu tuổi, cốt dày rất là nặng. Cao 8.5. Đường kính là 11. Dòng thân là 34 năm, mã sản phẩm là H18, giá 350k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái một cái tượng của hai cô gái, hai cô bé đang hái hoa. Cái tượng này là của châu Âu, cái tượng này là của Anh, của một cái nghệ sĩ. Một cái Christine Howard nè. Là một cái họa sĩ, nhà điêu khắc người Anh. Tượng này nó được chế tác rất là tinh xảo. Đôi mắt chúng ta thấy rất là sống động, cái nét mặt đó rất là sống động. Cái tượng này theo sếp nghĩ có thể đó là composite. Nó không phải gốm, cũng không phải nhựa. Rất là nặng. Cực kỳ chắc chắn. Cao 11 khoảng 11 năm. Dài 9. Rộng 6.5, mã sản phẩm là H19, giá 300k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái dĩa chân cao. Dĩa chân cao, cái dĩa này cái chất liệu của nó là gỗ. Dĩa này chất liệu là gỗ và nó phủ sơn mài. Cái dĩa này nó thuộc cái dòng sản phẩm xưa nè. Sơn mài xưa của Nhật. Cái dĩa này cái dáng rất là hay. Dáng chân cao nè. Đặc biệt là trên cái mặt dĩa này nè là nó khắc họa tiết này nó được khắc trên gỗ. Nó khắc tạo hình một cái đóa hoa mẫu đơn. Sau đó nó mới được phủ cái sơn mài, nó khắc như 3D đó các anh chị. Sau đó nó mới được phủ sơn mài. Cái màu sơn nó đã hiện rõ cái màu thời gian rồi, nhưng mà sơn mài của Nhật đó thì nó được chế tác theo cái phong cách cái phương pháp thủ công truyền thống, và cái chất liệu của nó đó là những cái chất liệu lấy từ tự nhiên, cho nên nó rất là bền và nó đòi hỏi rất là công phu. Một cái lớp sơn như vậy đó nó đòi hỏi rất là nhiều nhiều tháng để nó khô, và rất nhiều cái lớp sơn được phủ trên cái sản phẩm này, cho nên nó rất là bền với thời gian. Cái này các anh chị dùng để trưng trái cây ngày Tết, hay là các anh chị dùng giống như một cái khay trà thì cũng rất là hợp. Cái đáy nó khá phẳng. Cao 7.5. Đường kính là 29 8 30 rồi. Mã sản phẩm là H20, giá 550k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái dĩa. Cái dĩa này cái đáy nó phẳng cho nên chúng ta dùng như một cái dầm cũng được, giống như cái dầm trà đó các anh chị. Để cái ấm trà vào đây và chúng ta làm nóng ấm trà trước khi pha trà. Cái này nó thuộc cái dòng sản phẩm xưa nha. Xưa hay cổ cũng được. Cái này chúng ta thoạt nhìn thì thấy nó vẽ đơn giản nhưng mà thật ra nó rất là công phu. Họa tiết này nó được vẽ từ những cái nét cọ rất là nhỏ, những cái nét bút
rất là nhỏ chứ không phải là những nét cọ. Nó vẽ cây tre, cây trúc á. Trong cái văn hóa phương Đông thì trúc tượng trưng cho người quân tử, Tùng Trượng Phu, Trúc Quân Tử. Mang nó chúng ta thấy rất là già. Cái men này nó cái cốc cái màu men lam này nè nó thanh, nhìn nó rất là thanh. Cái dòng này nó khá giống cái dòng Kenji, cái màu men cũng như cái phong cách đó. Cốt rất là dày, rất là nặng. Cao 6, đường kính 24, mà sản phẩm là H21, giá 750k. Sản phẩm tiếp theo là một cái sản phẩm rất là đẹp, một cái bình hoa gốm. Bình này cái bình hoa nha, bình này rất là to, bên ngoài to rất là to luôn. Bình hoa gốm nó thuộc cái dòng Tsuboya, một cái dòng gốm rất là nổi tiếng của Nhật. Nó đặc trưng thường chúng ta hay gặp đó là cái dòng mà vẽ cái con cá rồng, khắc con cá rồng á, hay là cái bình rượu mà chúng ta thấy nó có cái hình đầu rồng mà rót ra vừa một ly là nó ngưng lại đó. Đó là cái dòng Tsuboya, một cái dòng gốm cực kỳ nổi tiếng. Chúng ta thấy là cái men này nó đặc trưng của cái dòng Tsuboya, cái màu men nâu đỏ này kết hợp với cái màu men này nè, vẽ cái họa tiết rất là độc đáo với phong cách rất là ngẫu hứng. Bình này rất là to, cái bình này các anh chị chơi theo cái hướng phong thủy hay gọi là bình hút lộc. Cái dáng này gọi là cái dáng tỳ bà, nó giống cái đàn tỳ bà. Ôi, rất là nặng. Đấy, nó có ấn tiện của nghệ nhân. Bình này nó nặng như lắm. Một tay dở không muốn nổi. Bình này nó cao 36. Bình hoa mà cao 36 là nó cao. Đường kính miệng 6. Cao 36. Thường những bình hoa rất là trên, hiếm bình hoa cao trên 30. Vòng thân là 65. Đường kính miệng là 6. Mã sản phẩm là H22. Giá 850k. Tiếp theo đó là hai cái dĩa. Cái này gọi là dĩa cũng được, cái dĩa sâu lòng cũng được, cái dầm cũng được, hay là cái tô cạn lòng cũng được. Cái dĩa này nó thuộc cái dòng sản phẩm xưa nha. Cái dầm thì nó đúng hơn, cho cái đáy nó phẳng. Nó tạo hình vành, nó tạo hình một cái đóa hoa cúc 18 cánh. 18 là cái số thiên, bội số của 9. 1 cộng 8 cũng bằng 9. Trong cái 9 là một trong những cái con số thiên. Cái dĩa này nó vẽ cái hoa anh đào dưới trăng. Họa tiết nó được vẽ thủ công, tức là vẽ tay cực kỳ chỉnh chu, rất là công phu luôn. Này cái ánh sáng nó hơi thiếu. Vẽ rất là công phu, chúng ta thấy cái chiếc lá cũng như hoa đó cực kỳ sống động. Chúng ta thấy cái trôn đó đó sâu tuổi, cốt rất là già, đáy nó có ấn tiện. Rất hiếm gặp được một cặp như thế này. Thường những cái sản phẩm xưa chúng ta thấy nó lành đã là một cái điều rất là khó rồi, mà một cặp thì nó rất là hiếm, do nó trải qua cái thời gian rất là lâu. Cao 6, đường kính 21, 21 năm, 21 3, gần 21 năm. Mã sản phẩm là H23, giá 450k trên cái, sắp có hai cái.
Tiếp theo là một cái siêu phẩm, một cái bình gốm xưa, một cái bình gốm xưa, bình này có thể là gọi là bình gốm cổ cũng được, rất là to nha các chị. Bên mình cái bình này bên ngoài rất là to, cực to. Cái bình này theo shop nghĩ đó thì nếu mà ở Nhật nó sẽ là một cái bình rượu, cái bình để đựng rượu, ủ rượu, hoặc là những cái bình trưng bày trong trong những cái lễ hội trang trọng rất là to, chứ không có bình thường thì chắc chúng thì sử dụng những cái bình rượu nhỏ thôi. Cái bình này có thể là bình ủ rượu hoặc là dùng để trưng bày trong những cái lễ hội trang trọng. Cái bình này cái dáng rất là độc đáo, bụng to, cổ nhỏ và cái dáng nó cao thanh, trên thân nó vẽ thư pháp. Ở đây chúng ta thấy nè, trong văn hóa phương Đông thì thư pháp nó có cái gì vị trí rất là trang trọng. Cái bình này nó vẽ rất là đẹp, thư pháp nè, nét bút rất là phiêu. Thư pháp này nó được vẽ tay rất là chỉnh chu. Bên đây nó vẽ cái bài thơ. Cái này là cái vết lỗi lỗi lò nha, không phải là cái vết mẻ nha các anh chị. Chỉ có ở trên trên vành này nè, nó có một hai cái vết mẻ nhẹ thôi, tí xíu à, không ảnh hưởng đến thẩm mỹ hay là chức năng. Bình này cái dáng rất là độc đáo, bình sâu tuổi. Lật lại, dáng rất là cao thanh. Đây chúng ta thấy cái trôm nó nè, cực kỳ là sâu tuổi. Và chúng ta thấy cái vệt này nè, nó giống như cái ấn triện vậy. Rất là sâu tuổi. Cái vết ô xích sắt nó hiện đây rất là rõ nè, chúng ta hay gọi là lên nước. Rất hiếm gặp cái bình nó sâu tuổi, dáng đẹp như thế này và cái thư pháp cũng đẹp nữa. Bình này nó cao 234 năm, rất là cao. Đường kính miệng là 5.8. Chồng thân là 69. Mã sản phẩm là H24, giá 1.200.000. 1.200.000. Phiên bán hàng của ngày 9 tháng 2 đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý khách đã theo dõi và ủng hộ. Xin trân trọng kính chào.